Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện Châu Thành hiện có 390 hội viên. Công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân luôn được các cấp, các ngành quan tâm. Đầu năm 2023 đến nay, hội đã vận động và xây dựng 3 căn nhà cho nạn nhân và người khuyết tật ở địa phương với kinh phí trên 260 triệu đồng. Tặng 3 chiếc xe lăn và hỗ trợ vốn sinh kế 5 hộ nạn nhân. Trao tập sách học bổng cho các em học sinh khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, học sinh nghèo hiếu học. Trao trên 1.000 phần quà, tổng số tiền trên 500 triệu đồng. Trong đó có trường hợp của chị Ngô Thị Kim Phượng tại ấp Mỹ Phú, xã Thiện Mỹ, có em ruột là nạn nhân nhiễm chất độc da cam dioxin nặng, đã hơn 20 tuổi, nhưng không tự sinh hoạt được. Chị Phượng phải hỗ trợ và trực tiếp chăm sóc. Cơm nước phải lo cho nó, ngủ là phải lo tắm mùng ngủ chung, chứ không có ngủ riêng, nó không biết tắm mệt luôn nữa. Rồi mà hằng ngày làm thì làm hạt điều. Với bà già đây thì được công ngoài đất thì mấy chị em chia nhau ở, với bán được mới vừa. Bán khi được 500-600, khi thì 300-400, thì sống vậy qua ngày vậy đó. Tiền lương của em này thì họ bên hỗ trợ, nhà nước hỗ trợ cho thiện tháng được 720 ngàn. Còn mình người nuôi thì không có đi làm được thì cũng hỗ trợ cho được 360 ngàn. Tại xã Anh Hùng, Hồ Đắc Kiện, nơi có nhiều nạn nhân chất độc da cam dioxin, trong thời gian qua, địa phương luôn rà soát danh sách, quan tâm hỗ trợ để những mảnh đời bất hạnh này dời bớt nhọc nhằn. Trên địa bàn xã thì có 346 người khuyết tật được hưởng chính sách bảo trợ xã hội hàng tháng. 181 trường hợp là người có công cách mạng, thì trong đó có 24 trường hợp nhận trợ cấp chất độc hóa học, cũng góp phần xoa dịu cái nỗi đau da cam mà các nạn nhân đang gánh chịu. Là phối hợp chặt chẽ với phòng lao động thương binh xã hội, nắm chặt các cái vấn đề chính sách của đảng, nhà nước có liên quan đến các nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật để hỗ trợ, cố gắng tập trung chăm lo cho các nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mà khi họ cần thiết thì chúng ta cần là hỗ trợ kịp thời. Đồng cảm sẻ chia, quan tâm đến những mảnh đời bất hạnh, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện Châu Thành cùng với sự đồng hành của các cấp, các ngành, các mạnh thường quân với những nghĩa cử, việc làm thiết thực đã giúp cho những nạn nhân của chiến tranh vơi đi phần nào khổ cực của cuộc sống, thêm vững tin vào sự đùm bọc của cộng đồng.